Rồi, xin chào các bạn nha. Trên YouTube á, thì chúng ta thấy nó có nhiều cái dạng mà chúng ta gọi, nôm na cách tôi gọi đó là lừa đảo trên YouTube, các bạn. Thì lừa đảo YouTube là cái gì các bạn? Thì các bạn thấy trên màn hình này có một cái bạn tên nick mình tạm gọi là Thúy Kiều ha. Thì bạn này chia sẻ nội dung đó là bạn này nhờ một cái bạn có tên nick là Triều Trần. Bạn này nhận chạy 4.000 giờ xem, nhận tiền xong thì chặn Zalo. Thì thật ra cái này là một trong những cái câu chuyện mà thường ngày nó xảy ra trên các cái nhóm diễn đàn của làm YouTube thôi các bạn. Và nhất là trong cái hội mới làm YouTube này, tôi thấy rất là nhiều bạn bị cái trường hợp này. Như vậy một câu hỏi đặt ra là các bạn cần 4.000 giờ để làm một cái kênh bắt kiếm tiền. Tất nhiên là ở đây là những người mới thôi, tôi chia sẻ những cái người mà chưa có kinh nghiệm thôi các bạn. Các bạn thường những người mà mới, chúng ta sẽ không biết tới những cái trang web để chạy 4.000 giờ và chạy 1.000 người đăng ký, mà thường là chúng ta sẽ đi vào các cái hội nhóm làm YouTube ở trên Facebook và chúng ta sẽ thuê những người khác chạy dịch vụ cho mình. Sẵn tiện đây thì tôi chia sẻ các bạn luôn, nếu các bạn mà muốn chạy, gọi là muốn cần có 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ thì các bạn cứ liên hệ với tôi. Tôi không dạy các bạn, tôi không nhận bất kỳ đồng nào của các bạn hết á. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn vào một vài cái trang web mà mình tạm gọi nó là uy tín, tức là mình sử dụng được khoảng hơn 1 năm rồi. Thì mỗi một cái trang web nó đều có cái độ uy tín cũng như là cái giá khác nhau tùy vào chất lượng dịch vụ các bạn. Thì tôi nói vậy thôi cho các bạn hiểu. Ở đây á, trong cái đoạn này á, thì các bạn hiểu như thế này. Thông thường á, về nguyên tắc, khi mà chúng ta tham gia giao dịch chạy 1.000 người đăng ký hoặc là 4.000 giờ hoặc là một combo 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ thì nó có rất nhiều các cái loại giá. Hiện nay giá thị trường thấp nhất theo mình biết á, thì cái combo thấp nhất giá thị trường thì nó tầm khoảng 350.000, bao gồm 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem, với điều kiện là mình phải có một cái video trên 1 giờ. Điều kiện của mình là video trên 1 giờ hoặc là 2 giờ tùy theo dịch vụ. Ở đây mình quay lại vấn đề lừa đảo đây là gì? Các bạn thấy là mình thuê họ, mình thuê một cái người nào đó. Thì cái kinh nghiệm của mình là gì các bạn? Kinh nghiệm của mình, trước khi mình thuê thì mình nên vào cái trang Facebook của người đó. Thì đây là kinh nghiệm sơ đẳng. Chúng ta vào trong cái trang của người đó trên Facebook đó các bạn, Zalo, số điện thoại cũng chưa chắc. Sử dụng Facebook chính chủ, tại vì cái Facebook chính chủ là cái tài khoản để họ có thể làm ăn lâu dài. Thì đa số những người làm uy tín họ sử dụng Facebook chính chủ và có cái thâm niên trên Facebook cũng như các thông tin cá nhân nó rất là rõ ràng. Cái thứ hai là chúng ta có thể giao dịch bằng một cái tài khoản ngân hàng cộng kèm với một cái giấy chứng minh hoặc căn cứ công dân chụp ảnh kèm theo. Thì đây là đề phòng thôi các bạn, nhưng mà thật ra thì nhiều trường hợp nó cũng không phải chắc chắn 100%, nhưng mà về căn bản cái thông tin trên căn cứ công dân và tài khoản ngân hàng khớp với nhau thì chúng ta có thể tin tưởng được. Cơ bản là chúng ta có thể tạm tin tưởng được thôi các bạn. Còn một cái cách nữa đó là chúng ta giao dịch trung gian. Đó là chúng ta mới tin thì chúng ta không biết. Các bạn hỏi tôi giao dịch trung gian là gì? Thì giao dịch trung gian đó là chúng ta sử dụng, chúng ta nhờ một cái người có uy tín trong nhóm. Ví dụ như ở đây thường là các bạn, nhiều người giao dịch qua bạn Dương. Bạn Dương chứ. Các bạn đây để tôi giới thiệu luôn các bạn. Bạn Dương, ví dụ như bạn Dương cũng là một người bạn mà tôi cũng có giao dịch được mấy lần. Ví dụ như đây là bạn Dương. Đây. Mình mở thêm tab cho các bạn coi ha. Ví dụ như đây. Bạn Dương nè. Thì các bạn thấy là mình đã từng giao dịch rồi các bạn. Không, lịch sử là mình từng giao dịch. Nhưng mà cũng lâu rồi. Mình cũng giao dịch lâu lắm rồi. Là từ hồi tháng 7 năm 2025 tháng 7
2021, hoặc là các bạn thấy có thể bạn Thương, có cái tên là Trương Hữu Thương, để mình tìm nha. Đây, ví dụ như ở đây, ngày trước thì tôi giao dịch với một cái bạn này gọi là bạn Hoàng. Bạn Hoàng này cũng là một cái người rất là uy tín các bạn, trong cái vấn đề về chạy giờ các kiểu các bạn. Chạy giờ các kiểu. Rồi một cái người nữa các bạn cũng có thể sử dụng đó, gọi là bạn Quốc. Mình hay gọi là bạn Quốc đi. Đấy, bạn Quốc. Thì bạn Quốc là bạn Dương và bạn bạn Thương, bạn Thương, Trương Hữu Thương. Nếu các bạn cảm thấy những người này có thể tin tưởng được hay không á, thì các bạn cũng có thể là liên hệ với mình, để mình, tức là mình đã kết bạn với những người này thì những cái nick của những người này, những cái nick của người này đó là những cái nick thật, các bạn hiểu không? Nick này là những cái nick thật, người thật, không có sai chỗ nào. Đôi khi các bạn lên, các bạn tìm bạn Dương này, sẽ có những cái người gọi là nick ảo, nick giả. Nha các bạn, có nick ảo, nick giả các kiểu. Đấy, các bạn hình dung như thế. Rồi, thì chúng ta quay lại cái chủ đề của mình thôi. Đó là cái chuyện mà mình tạm gọi là lừa đảo ha, lừa đảo trên YouTube. Thì cái việc này nó diễn ra hàng ngày các bạn, trên các cái hội nhóm YouTube. Và có rất là nhiều các góc độ. Đây là một cách chia sẻ rất là chân tình mình, rất là đơn giản của mình. Nếu các bạn không hiểu và các bạn muốn sử dụng các dịch vụ này thì các bạn có thể liên hệ với tôi. Tôi chỉ cho các bạn cái địa chỉ trang web uy tín, các bạn khỏi từng đi mò. Tôi chỉ các bạn một hai trang, ba trang rất là uy tín. Các bạn chỉ việc nạp tiền vào đó và các bạn chơi một mình thôi. Không cần ai phải làm cho. Tất nhiên là tôi giới thiệu rồi thì các bạn vào trong đó, các bạn không biết sử dụng thì tôi sẽ bóp cho các bạn, rất là bình thường thôi nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì mình sẽ chia sẻ về cái chủ đề gọi là muôn kiểu, gọi là vạn kiểu lừa đảo trên YouTube. Mình sẽ gặp lại các bạn trong một cái video khác ha, về chủ đề này.